ba. Chứ vậy là hôm nay hai con để với nhau tự che, hai con mới để với nhau. Lại. Bây giờ chúng ta có bánh mì. Những cô gái gì đi. Có tôi dắt đi làm bảo mẫu. Mình để trong phòng anh coi chừng mua. Đây là cái view của cái homestay tụi mình mới đến nè. Đó. Hai phòng nữ bên đây. Bên đây phòng nào ta? Trong phòng 8 người. Tôi ở đây hồi đó mùi cứt bò. Có cái bàn tay là Phật tổ lắm kìa. Có cái ngón middle finger. Không hiểu được cái concept này lắm. Rồi sao phòng nam vui vậy, để dưới đất vậy luôn hả? Bên kia thì sao? Sao tôi chọn đại mà cũng dính. Tôi chọn đại mà cũng dính nè. Này là lạ, này cái nó chặt. Chọn đại cũng dính là sao? Là bên kia có giống đại vậy không? Biết sao không? Anh mong chọn nữ, anh mong cái mà bên nữ thì có giường tầng, tại nữ nó nhẹ cân hơn, nó nằm giường tầng. Ai về đâu, nam nằm dưới đất thì dễ quá thôi rồi chứ gì. Nam mà nằm giường tầng chặt cứng à. Nó ọt ẹt ọt ẹt, lắc một cái là nghe. Giường tầng chặt cứng à, bên bển kìa. Chắc mình phải bán vé nhanh chung. Mình bắt đầu mình bán vé thu phí đi. Chứ đâu mà sẵn. Nãy làm mà quên cách dựng luôn á. Cả thu phí đi. Không lung linh không? Chỉ để sống ảo thôi. Xa thì mới đẹp, chứ gần không thấy gì đâu. Thì phải có cái dây đèn mà quên mang dây đèn. Em có dây đèn nè. Quên. Anh chỉ định mang theo để đi với mấy ông kia ra ngoài biển thôi. Có dây đèn. Cuối cùng mình không đi anh Trung. Cuối cùng không đi thiệt cái tình. Giờ cắm trại trong đây. Sáng có đi không? Có đi, chỉ là không có cắm trại thôi. Thời gian đâu mà cắm trại, mình nghĩ coi thời gian đâu mà cắm trại. Em định ý là mang theo xong rồi có đồ gì á, có đồ gì quăng vô đó là sống ảo luôn, kiểu mấy anh em sống ảo thôi cũng được. Ừ. Thì có gì đâu mà đâu có sai kế hoạch đâu. Xong cuối cùng là giờ mà sẵn đây có cái view này nữa nên nó bày ra. Làm gọi là cái lồng bắt gái. Được đóng. Cái gì? Cái lồng con. Cái lồng nó đang bị bắt. Cái lồng bắt gứa. Nãy một nồi luôn á, tại mới dựng xong chưa kịp hoàn thiện là bắt được 4 con. Động chui vô. Bà Thư Vlog. Bẩn này cái là bẩn cái đặc biệt danh này cho cô Hư từ lúc đi cung đảo tới giờ. Chính xác luôn cô. Ủa sao sếp nhìn toàn đầu không vậy? Vậy cái dĩa đó bạn ăn nha. Ok. Chỉ đầu của anh Tông rồi. Đầu ngon quá.
xong rồi mong dao cái kéo cho anh Trân cắt cái đầu nó ra, nhớ cắt đôi cái đầu nha Trân. Ủa sao mấy cây dao chặt vậy? Cắt ngang vậy nè. Cắt đồ, cắt lát. Trân đừng ham dụng cho Trân. Nãy giờ nói là mấy người chị. Em đang ngồi ngồi. Chuyến hành trình cực kỳ gian nan, chúng tôi đã phải lẻn vào nhà anh ta để lấy được cái chìa khóa mới ra được ngoài. Mà nó đang lên công an tự nhiên bắt đá bình. Cái ví dụ mà lay chim mà bắt trộm mua xe nó bắt á. Bây giờ tôi đang có kế hoạch là mình sẽ đi ra ngoài biển. Có camera được ngoài. Mà để được ra ngoài biển thì phải đi ngang đi xuyên rừng. Xuyên rừng. Ba lay chim bắt thì giờ là 4:30 sáng, đi xuyên rừng hết 7 cây số để ra biển, chơi lớn không? Bắn lâm ra. Thành viên thứ mấy ta? Thứ sáu. Thành viên thứ sáu của chúng ta đã xuất hiện. Đúng là cùng một đối tượng mà dưới hai cái giọng văn khác nhau, người ta sẽ sang ngay hàng khác nhau. Mẫn thì nói anh Đức là giống như chú mèo đi. Có nón rồi có đèn rồi có kiếm súng ống rồi nọ. Còn anh Vinh thì nó là giống đi bắt ếch. Giống thiệt mà. Giờ bật đèn lên soi soi soi. Trời ơi đỉnh. Đó, sáng chân. Em đang quay vlog nhưng mà chả thấy gì. Quay đi. Mình không thấy gì hết. Chân người quay. Hồi về tự nhiên cái rõ ràng là mình quay mình không thấy gì hết mà sao giờ coi lại thấy. Mà mình đi đúng hướng luôn á. Vậy chỉ có đi thẳng ra đi xuyên rừng. Nhưng mà nó lại không có một cái đèn nè. Mà ít nhất cũng làm thưa thưa đèn cho người ta. Mà đỡ là đường nhựa nha. Có những con đường mà nó là đường đá mi luôn mà không có đèn là không có đèn. Mười mấy cây số. Cũng khiếp thiệt. Chỗ mà Gia Nghĩa đó thì sẽ Gia Nghĩa. Cái này không có đường về luôn. Đi ê, cũng may là rủ anh Đức đi. Ra tới biển đi. Ờ. Con gà gáy lê té lê sáng rồi ai ơi. Sáng rồi. Chúng tôi còn một cây nữa là tới được biển Hồ Cốc. Còn đủ còn đủ hết. Đi lang thang. Giống không? Giống y chang luôn nè. Giống MV không? MV của Big Bang. Ta la ta 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 ta. Ui đau chân quá, đi nãy giờ xa quá. 8 cây, 7 cây, 8 cây mang dép Lào đi. Giờ mình đã tới được resort. Muốn ra biển và đi xuyên cái resort này. Chúng ta đã tới được nền văn minh. Họ chưa bảo vệ đâu, không tới đâu. Dễ gì phải trong trường. Gục ngã. Sao? Mình đã đi qua rất rất nhiều resort và chỗ nào cũng thu phí hết. Nhưng mà anh em chúng tôi chỉ muốn nhúng cái chân xuống nước thôi chứ không có ở lại lâu. Nên là mình đã skip hết. Mọi người nghe nhé, khu vực có đá ngầm không được tắm biển nha. Ok, nãy giờ mình đã được đi trên. Ở đằng kia có rất nhiều những cái đường đẹp để có thể xuống.
Nhưng mà bây giờ đường đi xuống nó như thế này đây. À, đi đường này cho những con người họ đổ nha, đổ nghèo khỉ. Đi một vòng dò hết luôn. Từ homestay Packpacker gì đó là đi xuống đến cái đầu đường này là hết 1 tiếng rưỡi. Rồi từ đó đến được đây là thêm cả tiếng nữa. Bây giờ là mấy giờ ta? 7:10, mình bắt đầu đi từ lúc 4:30. 7:10 là mình đã đi 2 tiếng rưỡi rồi mọi người. Chúng ta đồng hành với cùng Quân Dây Chai đã có mặt trong rất nhiều vlog. Đó là gao vàng nha. Quân gao vàng là ở trong núi Chứa Trang nè. Quân sen đá là có barbecue nè. Còn Quân Dây Chai là hồi nào ta? Quên mất tiêu. Một nhân vật mới xuất hiện trong clip lần này. New member. Vinh Khuất. Là sao cố gắng chịu đựng. Đây chữ mới. Anh biết Vinh Khuất không? Ông chơi tất cả biết Khoa Khuất. Ông chơi đàn á. Vinh Khuất. Đây là Thiện. Thiện xì tai. Hay là Trung Tình xuất hiện trong rất rất là nhiều clip. Đây là anh Đức Nguyễn Minh. Và đây là cô bay muốn xuống biển thì bước qua sát tao. Mận. Đây là anh Đức Dép. Biker. Đây gọi là hồi nãy đúng hài luôn. Mình nói là quẹo vô nha. Bước đi mấy bước nữa cứ xuất hiện chó. Cắn rất mà kiểu nó hóng mình, nó nhíu cái đầu lên nó nhìn mình. Đây chúng ta lại có một cái obstacle thứ hai. Nó thấy đông người quá. Mày không coi chừng đứa nào bị bỏ là. Ê nè, rác người ta cắm chạy nè, thấy chưa? Nó chạy kêu đồng đội ra. Nó chạy vô tưởng nó mình ngon không, không rồi nó kéo có mấy chục. Chơi không lại. Trời ơi, bây giờ vui bây giờ luôn. Trời ơi, thấy được cái biển mà nó nhẹ nhõm luôn á. Nó không nên lời luôn á. Ui. Cái chân mà đi mà cảm giác có lửa dưới chân. Mình thấy định kêu nó là méo 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 coi nó có hiểu được không. Nếu mà nó không hiểu được em sẽ chửi nó là còn ngu. À, đúng rồi. Bây giờ tụi tôi quyết định là hù Thiện trận thì tôi sẽ đi vô trong cho anh ở ngoài mình thôi. Không biết là lát nữa cái reaction của anh lúc mà tỉnh dậy thì sao. Mà quan trọng là bây giờ nó đang nằm ở trên cái đôi dép của tôi mới ghê chứ. Rồi cái cặp của tôi cũng ngoài đó nữa. Mong là lát nữa nó tỉnh dậy là nó sẽ xách cái cặp với là cái dép, cái chiếc dép của mình vô. Nó vẫn chưa tỉnh dậy nữa. Bây giờ mà mình đi về luôn á là tội nghiệp cho thanh niên ấy. Nó mệt quá rồi. Ừ. Nói chung đó là một sự cố gắng của thanh niên nên chúng ta nhưng mà bây giờ phía xa kia có một cái chấm đen lú lú lên đó là thanh niên vẫn còn đang nằm ngủ. Người ta đang chụp hình nó luôn. Người ta đang chụp hình ảnh luôn. Nó mệt quá rồi, giờ nó nằm xuống phát là ngủ thôi. Rốt cuộc là chúng tôi chọn cái cách là chiến tinh xài chip code rồi lên xe đi về là chiếc cút bộ không nổi. Nãy tụi em đi từ đó lên đây là hết 4:30 đi, 7:00 tới đúng rồi là 2:30 đồng hồ đi bộ. Cái gì 7 cây số 2:30 đi cái tàn đen sao mà ở đây nó để 7.9 cây đúng không? Mà sao đi 2:30 dữ vậy ta? Tao ý là đi lang thang từ sáng giờ chứ. Đúng không? Sáng mình đi ra là tới cái hẻm kia là 7 giờ đó. Thời gian đi tới thì có 1:30 thôi nhưng mà đi chơi từ sáng giờ luôn.
đạp cái èo cái tới đây rồi nè, sáng mình đi cũng lòi con mắt luôn. Cái răng dán chịu à. Ủa, dữ vô. Không vô để nó focus nét.